ngoài lục nữ kia ơi, muốn nghe lại đây anh kể cái bài ngọc trời cho mà nghe. Ốc mấy lời cánh cổ vịt le cỏ non lại cánh để cho què mõm châu. Gà mấy con đời quất cổ diều hâu cắn rô kết công để nuốt đầu con liêu điêu. Chuột mấy kia thời mà cắn cổ con mèo một đàn châu chấu đã đuổi theo đá gà. Cạch mấy cháu thòi cánh có ba ba một lũ chị đàn bà đuổi bốt vú đàn ông. Người nằm xuống để cho lợn nó cạo lông một chục cái quá hồng nuốt bà lão 80. Nắm sồi chiêm nuốt thằng bé lên 10 con gà chai rượu để nuốt người lao đao. Lươn mấy năm để cho ống bò vào một đàn cào cào đuổi mấy đất đầu ca rôn. Tóc giống đường dở chuột trong bò lòng đông cân cân để mổ cò xôn xao. Thật mấy kia thời trực nguyên còn giao mổ đàn còn cắp trực đứt ông sao rời trên rời.